Cháy luôn mọi người. Vào nhà dài đẹp, được thì nhà đẹp. Ui, xong anh không lên. Nhường cho cái thằng trên mà không lên. Tầng Trời trên ơi, không có xuống người, quanh của mình. tầng trên không có súng. Ôi, chỗ cha một đống súng này. I got supplies. Tùng ơi, xuống đâu bây giờ Tùng? Dạ, cổng rồi. 28. Tùng. Đây, nhảy cả đi không? Mẹ, mình đốc mấy thằng... Hai thằng bị cái thuê rồi. Cái vãi rồi. Trời ơi. Watch out. Kiểu kê mình trước ra. Sợ đấy, ui tao. Kê chứ, chúng nó cũng kê mà. Nó bắn trước luôn. Nó nghe phút. Map này nào. Map này mà không bắn trước là chỉ có khoảng thôi. Map này là vậy bạn ạ, không phải như lyric của mình. Cái ván mẹ cảm giác đuối vậy. Cảm giác đéo bắt nổi. Solo chứ chúng nó toàn thua. Sao nhiều người bắn hay hơn? Nói sao này, map này nhiều người bắn hay hơn? Chưa quen. Người lạ mà. Ôi dồi ôi. Hồi luôn. Má, nó đông quá, đông quá, đông quá. Ổn nhá. Trận này mình lên bắn từ từ anh Giang hơn. Hay ơi. Quá, xẻ xẻ ơi. Đâu ấy? Trong này có người à? Bọn nó đang tới đấy, xẻ xẻ. Chết rồi. Chào. Đó, nghe không? Không bắn tớ. Nghe em nghe nghe. Có máu gì anh? Có máu gì? Có rồi. Thank you. Đâu? Đây, trên công này. Đấy, đang nhảy. Đây, công là xong. Bắt xuống. Có cái mặt nhảy. Mình cũng có mặt, mình cũng có mặt. Đẩy nhá, đẩy. Từ từ đã, từ từ đã. Đẩy được. Chưa đẩy đâu. Nó đang bị bắn. Ê, đi không phải thấy chưa đấy bao đây ạ. Bọn ở trên có kìa. Thế thì lên trên đi, xẻ. Này. Bay này, xẻ. Ra cho tôi. Đây, đồng ra. Trên có xẻ ơi. Thấy luôn. Chỗ hai kho. Thấy nó rồi. Đang vô rồi. Nó vô kho rồi. Đừng chạy láo nữa là khóc này. Ok. Ném bom. Đây chạy ra đằng sau này. Đây trước mặt tôi này. Từ từ. Yếu này. Nốc. Hay quá. Nhờ với chúng tôi. Đây đi khẩu SK mới anh Tuấn quay luôn lại nhìn đẹp nhờ. Có mình nó hay sao? Đúng rồi. Nhưng ở phía trước có quái. Đang tới. Ông bắn vào bố. Cũng được, bước đây. Nó đu rủ xuống kìa. Xuống mà vậy. Chỗ yeah, hướng E vừa có sơ mốc đấy, xẻ ai. Sơ mốc gì nó ngay đầu kho này, nó ngay đầu kho. Mark the location. Mới thấy nó đi tới mà, đi tới cho mày. À xong nó rụt lại đúng không? Thế thì ra chiến luôn. Chưa thấy à. Để nó nằm đâu. Trên này có mua không? Rồi. Add up đi. Ôi
còn mẹ nó. Trong kho, trong kho, trong kho, trong kho, trong kho. Bò đi anh. Đông quá. Ừ, đông quá, đông quá. Mình bị Nãy nghe đầu kho đó rồi mà. Để hơi ghê. Có xếp bạn coi. Ok. Quay lại luôn không sẽ? Xuống luôn không? Nó quay. Không qua chỗ đồng đội chứ, chỗ đồng đội đang. Nó một à? Nó một. Nó đi xe đi đâu rồi? Đi đâu vậy? Đi rồi. Biết không? Hai bạn kia quay mà... quay lại Quarry được không? Quay kiểu gì? Không có xe à? Có hai thằng. Đang bắn nhau anh người. Đang bắn nhau rồi nói mà. Mình qua đây mình bắn chung. Có một yếu. Bạn qua nhá. Team mới đủ luôn 4 à? Mình xuống đây mình cầm chân bọn này cái vẫn đang cay mẹ em đẩy ra để láo rồi nghe đầu bụng đấy vậy bắn cái thằng đầu kho chứ tích bốn này Tùng ơi tôi có nãy ông vứt một cái gì ôi trời ơi đi ô tôi ông rất đây phải được chục kill ông ấy kill rồi Tùng ông cho tôi ít đạn khẩu UMP này bạn ấy. Còn chỗ nào vậy Tùng? Chết rồi bạn ạ. Đâm vào chết đấy. Đây giết chục kill mày. Mỗi người chia đôi. Ghê. Quá căng. Còn kia vẫn không? Còn. Thấy rồi. Trên máy à hay là trên cong hay? Trên cong trên. Yếu rồi. Đá mình đó. Đây bạn này. Yếu lắm rồi. Một đầu hai nhầm người. Nhầm rồi, cái này là cái thang. Đúng rồi. Còn một thằng nữa. Còn một thằng nữa đang chạy lên kìa. Ôi. Ui trời. Chịu rồi. Không sao. Ở đấy bạn phải đấy, bạn phải bạn mà bò xuống là nó nốc. Không, bỏ tới đây thôi, bỏ tới đây này. Bỏ từ thôi. Đi. Bạn cứ ở đấy đi. Bắn được mà, từ thôi Tùng ơi, đi chóng quá. Nó 1, nó 2. Địt mẹ. Chưa kịp gì thì làm một viên vào đầu mà. Anh Tuấn giờ này bắn khét quá. Bao nhiêu kill rồi? Mới được có mấy kill thôi à. Anh solo chỗ qua đi. Thank you. Đây mình cũng chuẩn bị đi này. Đứng ở đây sợ lắm. Mọi người ra đây đón mình cái. Bật xe đi vào. Đi. Mình đang rất là team đợt châm run. Trang lút tí. Thêm thằng nữa này. Xong rồi, tốt bọn này là đủ rồi. Bọn giàu không bạn? Cũng giàu. Cũng giàu. Giáp 3 mũ 3 đầy đủ luôn. Ừ. Lại bị hai team nó quay rồi. Không mẹ nó chứ. Đi bạn ấy. Đi xem mình đó. Cúp 6 không bạn? Có xe vào à? À không, xe Tùng. Vậy dưới 3 này. Mình dưới 3 nè. Ừ, đem dưới 3 nè. Đi. Ông có xe không? Mình nhé. Ờ, đây. Kill. Đang đâm. Nhưng mà xà không đủ xăng anh ạ, xà quá. Ờ cứ từ từ ơi, từ từ mình vẫn ổn. Để tôi tạo cái xe, mình vẫn đang ổn, mình vẫn đang ổn. Rồi, cờ liêu. Em thấy anh bắn một mình còn hay hơn đi đồng đội. Té. Nhiều khi bắn một mình nó dễ bắn. Kiểu mình... Không phải đâu, mọi người đừng nói thế. Run hết cả tay chân lên rồi đấy.
Đây, nó bay rồi. Nó bay lên rồi à? Bay. Nó mở lên, nó bay rồi. Ê, này chứ... Nó bay đi rồi, nó vừa bay đi rồi. Có đồng đội không, lúc nào nó cũng tốt hơn. Đây đâu rồi ta? Úi, nó bắn cái trái này. Bắn luôn bọn này đi không? Đâu, ở đâu, biết ở đâu, đâu. Nó vừa bắn ở đây mà. Đây, ngay từ súng chỗ này ra này. Nãy nghe hướng nó rồi, chứ mình chưa thấy nó, chưa thấy. Dùa. Bên này không có. Bắn thằng bên kia chứ. Nó bắn rồi, chứ. Không rồi. Tuấn đi mà. Ơ. Team 50 kill. 50 kill vâng. Có xe. Có người luôn. Có tiếng, có tiếng, có tiếng, có tiếng. Sao được tâm mộ không chứ. Còn. Rồi. Cứ chạy thẳng thôi. Cầu gì á? Hai team ở đây, hai team ấy. Cẩn thận, vẫn còn đấy. Hoặc là hết rồi. Rồi. Ở góc hướng nhà, hướng 125 có kìa. Tới không anh em? Tới không? Vác xe ra, đâm nó luôn. Tới. Bot hả? Bot thì thôi. Bot. Ok. Từ từ mình lấy cái đệm đấy. Mình lấy thêm ít đệm. Hết đệm. Cái đệm này ok. Bay lên okay. Nhưng mà nó ra từ cái kill của nó. X6 này. Không, mọi người có hết rồi. Ô, người mà. Không phải boss, trời ơi. Người. Đơm. Tới liền. Nãy nà. Sao qua địch khá à? Liếm. Anh bú liếm. Trong nhà. Rồi. Trong phòng nhỏ luôn. Ui dồi ôi. À. Không kịp tính người đâu ạ. Sống chạy. Cho tôi một cơ hội. Có móc kìa. À. Có rất nhiều đồ rồi. Không một cơ hội nào dành cho đối phương nữa. Sợ rồi. Ai có cái bật không? Cho mình xin một cái bật cái. Mình không có móc nên là rất cần cái bật. Rất cần cái mặt à? Này sẽ xin cái mặt. Có mỗi cái. Đấy, xin cái. Có là 13 thôi không? Ừ, vẫn còn đông mà. Cái bò này là vẫn còn đông lắm luôn đấy. Khu nhà này dễ có lắm này. Ui, ai chung ơi. Nhà. Có là chắc. Đâm. Không, nhà bên kia anh ơi. Nhà bên kia có. Này đi, chắc chắn không? Có xe luôn. Có xe luôn hả? Ừ, có đúng á. Xe. Nhà watch đây. Out. Nhìn chết rồi đấy. Không có. Không nghe gì luôn á. Đồ còn chứ không có. Quay sang bên này này. Ui, bọn nó đang bắn nhau kìa. Thế thì bắn nhau trên đồi xương chó rồi. Đồi xương cá. Đồi xương chó. Ờ, đồi xương cá. Mọi người dòm xem có. Mái. Thế thì nhà dưới đầu xương chó rồi. Gì đây? Gì á? Ông bắn gì ông cuốn. Ma lại ảo thôi. Em bắn em gọi mà. Thôi đứng, mình đang có lợi thế, im lặng đậu phộng. Dị vậy. À, đây rồi. Anh em ơi, thấy không? Trên đồi. Watch out. Đông quá. Đây là cái gì đây? Thôi đứng lén. Trời, ông đừng có làm gì cả. Cái bom mà nghe chỗ mình. Nó vừa lái xe đi đâu ấy. Bên đây này. Đây luôn. Mọi người cứ ngồi im. Lái cho mà ăn. Bò đen thù. Đâm bên kia. Ai một cái là chết luôn. Ok. Nhưng mà... Vào bò đó. Em sợ.
Mọi người ơi, bơm xăng, bơm xăng, bơm xăng. Không, 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 không có xăng. Đâu có ai có xăng đâu, em có mấy cái xe rồi chứ. Trong cốp xe, trong cốp xe, trong cốp xe. Mình vứt trong cốp xe. Ok, ok. Bơm, bơm hộ cái. Sắp hết xăng rồi. Nhà này dễ có người này. Có người. I'm summoning a vehicle. Rồi, xe nó ở bên này. Watch out. Xe. Rồi, thấy luôn. Lên luôn anh em ơi. Ố, còn một người. Ờ, xẻ đi sau nhá. Nhà vệ sinh Watch out. Đúng rồi, mình nhìn thấy không? Lên luôn đi anh em. Rồi. MG3 mà. Rồi còn một con couple vừa rồi mình cũng thấy nó đi nữa. Bắt luôn. Đây có xe. Úi giời ơi. Ôi thế là sao. Rồi yếu. Đau không? Không, xe an toàn. Bọn đấy đông đấy, ít nhất là hai thằng ở trên nóc ấy. Để xe đấy được rồi xẻ ơi. Yên tâm không mất được. Không, còn một phút là ngoài bo rồi. Mình phải đi, ngoài bo. Ngoài bo, đi hai xe cho an toàn. Đi hai xe đi. Ai à? Địt cả mẹ mày. Ai à? Ôi. Thấy cái gì vậy? Cứu. Từ từ. Ôi bắn vỡ đầu luôn á. Ghê mày. Nhanh rồi đi bo này để mà. Thank you. Cho mình xin bình nước được không? Không, em có bình nào đó. Không đầy máu sợ lắm. Nó nóc nhà bên này. Đây thế giết thằng này trước. Ui đồ bắn. Được lòi cái đầu đen rồi. Viên luôn đó. À, có ai lòi đâu. À của mình lòi. Mà nó bắn snipe mà mình đi xe mà nó vẩy chúng là khiếp lắm luôn đấy. Đỉnh cao vãi trưởng ạ. Vẩy toát đầu ấy. Sợ thật. Em nó bắn mất cả giáp rồi. Này để quăng cho thêm cái xe. Best sniper à. Các thằng ở trong này có út không? Hình như có hay sao, có thằng bắn cái súng thì nghe cái ủm một cái ấy. Ngoài này có mà. Dạ, vẫn đang bắn kìa. Nghe ghét nhỉ. Nó ốp. Bò đẩy gần đi. Đây, chờ xe đó. Bắn đi. Chê chuyện này. Đi hai đi. Mình đi scout cho. Đi. Lấy. Áp sát vào là bọn này chết chứ có gì đâu mà. Team mình chỉ cần áp sát thôi. Một thằng ở nhà 3 tầng này. Em không có giáp anh ơi. Ok. Bom. Cút đi lại. Ui đéo nốc kìa. Chúng mày sống kiểu gì? Ui ông ơi mở cửa ngoài cho tôi đi đi cho cửa này. Rồi. nghe câu của số 1 nghe nó thảm mãi thôi. Ôi ông ơi mở cửa. Victory belongs to us. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.